Em xin chào các bác nhé. Trong video lần này em có một số loại lan chia sẻ các bác mua về làm giống chơi hoa nhé. Các bác đặt hàng vui lòng liên hệ theo số điện thoại là 086 882 5909. Số điện thoại em để ở phần tiêu đề của video đấy ạ. Các bác gọi điện nhắn tin hoặc là gọi điện nhắn tin trao đổi qua Zalo, Facebook để đặt hàng các bác nhé. Lan của em thì chưa bao gồm phí ship. Các bác nhận hàng, kiểm tra hàng, thanh toán tiền hàng và tiền ship cho bên chuyển phát nhé. Phí ship là 36.000 cho 2 kg đầu tiên. Các kg tiếp theo thì cộng thêm 9.000 nữa các bác nhé. Đây. Ship nhanh toàn quốc. Đây. Hôm nay thì em vẫn có những cái loại lan hài và địa lan. Em giới thiệu cái lan hài chứ nhé. Hài của em thì đa phần là hàng rừng thôi. Đây. Cây thì cũng chưa thuần hẳn. Do vậy là em sẽ nhổ chậu gửi cho các bác. Cây đã đảm bảo xây tươi và những cây này nó cũng ra rễ rồi nha các bác nhé. Đây là hài cốc si hay cốc ki đang được mùa hoa. Đây. Đây là cái nụ hoa của nó đây này các bác này. Hoa này em bán 50.000 một phần. Một phần nó được tính khoảng 2 chậu như này các bác nhé. Đấy. Hoặc là một chậu nhiều dày cây hơn. Đấy. Em sẽ nhổ chậu gửi cây cho các bác. Đấy. Hài cốc si. Đấy. Cốc si. Cái dòng này thì nó dễ trồng. Các bác trồng hài thì các bác cứ trồng trên cái đá thấm thủy này. 100% đá thấm thủy cũng được. Nó dễ sống lắm. Đấy. Nó ưa cái thằng đá thấm thủy này. Vừa rồi là cũng nhổ cho một số bác cũng khối rồi. Còn thừa đá này em lại trồng lại thôi. Đấy. Cái đá này thì em bán là 200.000 10 cân bao ship nhé. 200.000 10 cân bao ship. Đấy. Và sẽ gửi riêng so với cái đơn lan. Làm ong thế nhỉ. Đây, con ong này phải... Rất nguy hiểm. Còn đây là hải táo các bác nhé. Hải táo thì em bán với giá là 50.000 3 cây, nhổ chậu gửi cây các bác nhé. Đây, hải táo. Hải táo thì cũng không còn nhiều lắm. 50.000 3 cây, nhổ chậu gửi cây. Chắc tiến tới là phải nhập thêm thôi. Táo thì nó cũng dễ trồng. Không khó lắm. Đây là hải kim này. Kim vùng Tây Nguyên này. 50.000 một phần. Một phần nó được một khóm cây to to như này các bác nhé. Đây, đấy. Gửi cho các bác nhổ chậu gửi. Hải kim thì chuẩn bị đến mùa hoa rồi. Kim Tây Nguyên này nó dễ sống hơn so với thằng kim Tây Bắc, xìn hồ thứ đấy, nó ưa lạnh hơn. Cái thằng này thì khí hậu nóng nó trồng rất là ok các bác nhé. Đây. Hải kim vùng Tây Nguyên này. Đây là cái đám bầu rượu của em này. Em trồng, em thích trồng cái cây này. Vừa rồi em trồng cái cây bầu rượu này nó hoa, nó chưa thấy có lụ hoa nhưng mà cây nó rất là đẹp này. Còn hai trần liên. Trần liên còn ít nữa thôi. Trần liên thì 50.000 3 cây các bác nhá, nhổ chậu gửi cây. Còn từng nào thì bán từng đấy. Trần liên. Rắc ki thì 40.000 một cây các bác nhá. Rắc ki 40.000 một cây, nhổ chậu gửi cây này. Hải hồng cũng 40.000 một cây này, nhổ chậu gửi. Đây là hải helen. Helen này, đấy, cái lụ hoa thui thì không thể nào tránh khỏi được. Trồng hài mà. Lụ hoa thui luôn. Hài Helen 50.000 một phần nhá. Một phần thì nó được một chậu như này. Đấy, một chậu như này. Nếu mà cây ít thì em sẽ lấy thêm ở những cái chậu này nữa. Ví dụ như 50.000 thì em sẽ nhổ hai cái chậu này, này. Cây ít này. Đấy. Helen 50.000 một phần. Đấy. Nhổ chậu gửi cây. Đấy là các giống lan hài. Em sang địa lan các bác nhé. Địa lan thì những cái chậu tứ thời lá nhỏ này thì em để với giá là 150 này. Có cả chậu gửi đi luôn này. Đấy. Hoa tứ thời đây này. Tứ thời lá nhỏ, cây lá rất nhỏ. Đây. Nhỏ nhưng mà nó dễ sống lắm. Đây này. 150 này. 150 một chậu, cái này lên 3 mầm này cơ. Em thuần sẵn rồi, cái này em đóng cả chậu gửi. Còn đây là cái cây hạ lan yên tử. Hạ lan yên tử thì em để với giá là 160 một phần các bác nhé. 160 một phần. Một phần nó được một chậu như này, nhổ chậu gửi cây. Đây là hoa của nó này, hoa hương chanh rất là thơm. Đây địa lan hạ lan yên tử này. Hoặc là tứ thời tây yên tử, tên nó khác. Kiếm xích ngọc trắng đột biến này. Hàng rừng nhé. 200.000 một tép. Cái này tách ra các bác, đang có 3 mùa hoa. Chỗ này em bán 1.1 triệu này, 1.1 triệu bao ship luôn này, gửi chậu luôn này, tứ thời nhé. Đấy,
chuyển vườn nó mình không chăm sóc được, nó hơi bị sốc là nó bị hỏng mất cái mấy cái lũ hoa liền, rõ là tiếc. Thì có cây này thì nó đang có hoa này, hải helen này. Cây này nó ổn định hơn này. Cái kia nó bị rời ra, nó bị rơi, trồng mắm đá rồi nó bị rơi nên là nó bị sốc nên là nó không còn hoa nữa, rất là tiếc. Cây thì rất là đẹp đây, nó rời hết ra rồi lại phải trồng lại. Đây là hải hải giáp, còn đúng chậu để chơi địa lan la lulum nhé, la lulum. Chậu này là 250 này, la lulum này dòng thân cụ lá cũng dày rất là đẹp, 150 à 250. Cái chậu này thì 450 này, la lulum này 2 4 6 thân, hai thân già không tính đâu, 5 thân, 2 4 5 thân, một thân già không tính, 450 địa lan la lulum. Cái này hoa rất thơm mà hoa rất sau Tết một chút các bác nhé. Đây. Ví dụ như cái cụ mà một thân già một thân tơ này, đây. Non này em bán 120 cụm bé này này. Đây, đó. Cái bụi địa lan kiwi ben này là 450 cả cái cụm to này, đang có hoa đây, đang có lụ hoa này, đây. Kiwi ben, chun hoa xanh. Bác nào thích chơi thì em để với giá là 900 cái cụm này, 4 lồng hoa này, 900 này, lá bé xíu. Bạch Ngọc Tiểu Kiều nhé, một trong những cái dòng địa lan truyền thống, 380 một chậu nhé, đồ chậu gửi. Tại vì cái chậu nó lặng, trồng đất nó cũng lèn thì các bác phải thay giá thẻ. Đấy. Mỗi chậu được 8 đến 10 thân này. Bạch Ngọc Tiểu Kiều dễ trồng, lá đẹp. 380 một chậu, đồ chậu gửi. Quy cách của nó là sẽ là khoảng 2-3 khóm gì đấy trong một chậu này. Đấy. Đây là hoa của Bạch Ngọc Tiểu Kiều đây này. Hoa lâu tàn lắm nhé, em quay từ hôm nó lở trước đấy khoảng tuần rồi quay, bây giờ nó rơi vào khoảng gần 20 ngày rồi. Chẳng qua là cái này là trong quá trình chuyển vườn là nó bị lát lát một ít thôi, chứ còn những cái bông này nó cũng rất là đẹp, hoa thơm đây. Tiểu Kiều này, cái chậu này rất đẹp. Địa lan Mặc Thu này, Mặc Thu thì em bán giá là 100.000 một chậu các bác nhé, đủ chậu gửi, 100.000 một chậu địa lan Mặc Thu này. Còn đây là tứ thời lá to này, này. Đấy, cũng có ngồng hoa này, đằng tứ thời lá to này là 150 một chậu, nhiều chậu gửi cây các bác nhé. Đấy. Lá to, cái dòng lá nhỏ thì nó hoa thì nó cũng thế thôi, nhưng mà cái lá nó khác nhau. Đấy, em phải trồng riêng ra này. Đấy, có người thích chơi lá to, thích người thích chơi lá nhỏ. Đấy. Kiếm lá giá hoa xanh là 160.000 nhá, 160.000 kiếm là giá hoa xanh, 160.000 một chậu, nhiều chậu gửi. Đây là địa lan Caran, Caran thì 200.000 một chậu nhá, nhiều chậu gửi các bác nhá. Địa lan Caran 200.000 một chậu, nhiều chậu gửi. Tính phần này đây. Hải gấm này, hải gấm thì đi đơn thì 50.000 nhá, 50.000 một phần đấy. Từ thời trời cả nửa tháng này, giờ tàn hết rồi. Để cho cái này nó ra hoa thì em mới đăng bán cho các bác đây. Cái lan chú đình này, hoa rất đẹp này. Nó ra hoa nó ít thôi nhưng mà hoa rất đẹp, cần hoa thẳng đứng này, vàng này. Chú đình này. Đây là cái những cái cây địa lan kiwi ben 150 một chậu này. Kiếm cói ấy, cái lá nó hơi xấu ấy. Trồng nó đa dạng đây, 150 một chậu là sưu tầm ủng hộ em. Tiểu hồ điệp nhé, tiểu hồ điệp hàng rừng này, ghép sẵn này, 250 một bảng dớn này, này về không phải chăm sóc gì nhiều đâu, về chỉ việc treo lên tưới đây, 250 một bảng dớn các bác nhé. Hoa nó ra ngẫu nhiên này, đây là hoa này, này. Nó dễ sống lắm, về không hiểu sao các bác trồng nó bị chết này, chắc là do côn trùng chích hay như nào. Em trồng xanh mướt này, này 250 này, vàng dớn. Vôi của em, vôi tốt, vôi tàu.
Buổi tàu chơi cho vui thôi, có hai giò đẹp để chơi thôi. Giò này mấy trăm nghìn, hai giò đẹp để chơi thôi, vui tàu. Gần đây lười không phun chống thối khả năng là sẽ bị đai mất một vài cây. Một số dòng sơn thủy tiên em vẫn có nhé, 250 một chậu nhé, đóng cả chậu gửi đi luôn này, sơn thủy tiên này, này. Hàng thuần sẵn này, dễ ra ổn định này. Hoàng thảo nghệ tâm 200.000 bảng dớn như này, 200.000 một bảng dớn như này rất đẹp luôn, nghệ tâm. Đấy, đây có những cục này, cục lan len này, lan len nó đang có hoa này, để chơi rất là đa dạng, cái gì cũng thích chơi, thích đủ thứ. Long Tú Xuân, Hạc Vĩ vẫn có nhé. Đây là khúc chồn này. Khúc chồn này em để với giá là 150 này. Đây, khúc chồn này, nó lên lá dài ngoẵng này. Năm ngoái là cây bé rồi, em trồng một năm thôi là sẽ khác hẳn này. Năm sau đưa vào chậu. Đây là những cây Long Tú Xuân này. Long Tú Xuân 150 một bảng. Hạc Vĩ thì 180, những bảng to. Nhiều. Chỗ này nó hẹp. Chậu giáng hương rửa quạt này em để 350 các bác nhé, 350 giáng hương rửa quạt. Cây lan len Area Javanica rất là đẹp, cây này hoa đẹp lắm nhưng mà năm nay mới trồng chắc không có hoa rồi. Cái chuyển dàn là nó bị sốc, nhiều cây nó chết rất là phí. Đây là tóc tiên hoa Tết này, 200.000 một chậu này. Đóng cả chậu gửi đi luôn này. Còn đây là hoàng yên tím này, 180 một chậu này. Này em có từng đấy loại lan, các bác có gì cũng ủng hộ em nhé, em chân thành cảm ơn ạ.